Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10 TV. Hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2020, gồm các bản tin sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Ý quy động quân đội dời xác chết nhiễm dịch vi khuẩn Vũ Hán ra khỏi thị trấn ở tâm dịch chính phủ Ý đã ra lệnh cho quân đội dời các xác chết ra khỏi một thị trấn miền Bắc, vốn là tâm điểm của dịch vi khuẩn Vũ Hán, vì các nhà hoàng đã quá tải giữa lúc chính phủ đang chuẩn bị kéo dài thêm các biện pháp phong tỏa khẩn cấp trên khắp nước. Các đoạn video do dân cư địa phương quay lại tại Bergamo ở đông bắc thành phố Milan được trình chiếu trên trang mạng của tờ báo địa phương Eco di Bergamo cho thấy một đoàn xe tải quân sự nói đuôi nhau chạy trên các đường phố trong đêm mang đi những quan tài ra khỏi nghĩa địa của thị trấn. Một người phát ngôn của quân đội ngày 19 tháng 3 xác nhận rằng 15 xe tải và 50 quân nhân đã được quy động để dời các xác chết tới các thị trấn lân cận. Trước đó, chính quyền địa phương ở Bergamo kêu gọi sự giúp đỡ để quả tán các nạn nhân vì đã quá tải. Nước Ý ghi nhận số tăng ca tử vong cao nhất từ trước tới nay, trong một ngày tăng thêm 475 ca nâng tổng số tử vong lên tới gần 3.000 ca. Chỉ tại vùng Lombardy đã có thêm hơn 300 ca tử vong. Tỉnh Bergamo, nơi dịch bệnh hoành thành dữ dội nhất, ghi nhận tổng cộng hơn 4.000 ca. Nước Ý đã bị phong tỏa hầu như hoàn toàn trước các nước châu Âu khác, nhưng các ca tử vong vẫn tiếp tục tăng tại đây. Chính phủ Ý đang cân nhắc các biện pháp nghiêm ngặt hơn và hạn chế hơn nữa những sự đi lại đang được phép. Ngày 19 tháng 3, Báo De La Sara dẫn lời Thủ tướng Giuseppe Conte nói rằng, chính phủ Ý sẽ gia hạn thêm việc thi hành các biện pháp khẩn cấp hiện hành. Quá hạn chót đã đề ra, quy định các cửa hàng phải đóng cửa, ít nhất tới ngày 25 tháng 3 năm 2020 và các trường học tới ngày 3 tháng 4 năm 2020. Ông Conte không nói rõ các biện pháp khẩn cấp sẽ được áp dụng cho tới bao giờ. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Dịch vi khuẩn Vũ Hán Trung Quốc tiếp cứu EU tranh chấp với Mỹ Khi châu Âu trở thành tâm điểm của dịch bệnh do dịch vi khuẩn Vũ Hán gây ra, Bắc Kinh tăng cường hỗ trợ hoặc cam kết giúp đỡ từng chính phủ trong khối EU trong lúc khẩu chiến với Mỹ. Kết quả là một cuộc chiến lý trí mà Trung Quốc xem ra đang thắng lợi, ít nhất là cho tới thời điểm này, theo nhận định trên tờ Straits Times. Đối với Bắc Kinh, vương tới EU là một phần trong nỗ lực trèo trở lại vai trò lãnh đạo quốc tế sau khi lúc đầu che đậy bệnh dịch khiến dịch lan tràn ra khỏi biên giới. Chính phủ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã tìm cách bóp nghẹt những chỉ trích và phát tán thuyết âm mưu về nguồn gốc dịch. Về mặt địa chính trị, động thái của Bắc Kinh tự dán nhãn cho mình như cứu tinh của châu Âu nhằm cải thiện vị thế trên sân khấu quốc tế khi cả đôi bên đang có xích mích với chính quyền Mỹ do Tổng thống Donald Trump lãnh đạo, theo Stray Times. Mỹ và Trung vẫn tiếp tục cuộc chiến giành ảnh hưởng toàn cầu. Bắc Kinh tuần này vừa trục xuất hơn 10 ký giả Mỹ trong khi cũng tìm cách đánh lạc hướng những chỉ trích về cách xử lý bệnh dịch của họ. Tổng thống Trump nhiều lần gọi dịch COVID-19 là virus Trung Quốc, khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Ông cũng cấm cửa những ai tới từ châu Âu để ngăn ngừa dịch bệnh, khiến EU phẫn nộ. Tuần này, Chủ tịch Trung Quốc mô tả việc Bắc Kinh triển khai hàng loạt viện trợ y tế sang châu Âu là nỗ lực con đường tơ lụa y tế, nói dài sáng kiến vành đai con đường về cơ sở hạ tầng và thương mại. Cùng với các hỗ trợ được quảng bá rầm rộ của nhà nước Trung Quốc dành cho Ý, các công ty tư nhân cũng rải viện trợ khắp châu Âu, nhân danh Bắc Kinh, hầu đánh bóng hình ảnh của Trung Quốc từ Pháp tới Ukraine. Thưa quý vị, tại Pháp, số ca nhiễm dịch bệnh gấp đôi, sau mỗi 4 ngày, số người chết tăng mạnh. Một quan chức cấp cao Pháp cho biết, dịch bệnh vẫn đang lây lan với tốc độ nhanh chóng ở quốc gia châu Âu, với tổng số ca nhiễm tăng gấp 2 sau mỗi 4 ngày và số ca tử vong tăng vọt. Channel News Asia dẫn thông báo ngày 19 tháng 3 của Tổng cục trưởng Y tế Pháp Solomon đưa tin quốc gia này đã ghi nhận thêm 108 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh ở Pháp lên 372 người. Con số thiệt mạng vì mầm bệnh tăng 41% so với một ngày trước đó và được xem là mức tăng mạnh ở Pháp. Số lượng ca nhiễm vi khuẩn Vũ Hán tăng gấp đôi sau mỗi 4 ngày, ông Salomon cho hay, nhấn mạnh rằng mầm bệnh đang lây lan nhanh chóng và nghiêm trọng tại Pháp. Ông Salomon cho biết nước này hiện ghi nhận 10.995 ca nhiễm virus Vũ Hán. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới ở Pháp là 1.861 ca, tăng 20% so với ngày hôm trước, có 1.122 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Salomon cảnh báo rằng con số trên không bao gồm toàn bộ ca nhiễm tại Pháp vì quốc gia châu Âu chưa xét nghiệm cho những ca không có triệu chứng nghiêm trọng và bệnh nhân chỉ được khuyên là hãy tự cách ly ở nhà. Từ trưa ngày 17 tháng 3, Pháp đã thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc, cấm việc di chuyển không cần thiết ra khỏi nhà. Người dân muốn ra đường phải có sự cho phép, đồng thời ký vào văn bản nêu rõ nơi mình đến là đâu. Đây là biện pháp nhằm làm chậm và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh mà Pháp đang tiến hành. Nếu mọi người giảm bớt tương tác, chúng ta sẽ có ít người nhiễm mầm bệnh hơn. Bạn cần phải ở nhà, ông Salomon nhấn mạnh. Chỉ trong ngày thứ hai, thực hiện phong tỏa, cảnh sát Pháp đã phạt hơn 4.000 trường hợp vi phạm lệnh yêu cầu ở tại nhà. Mức phạt là 35 euro vào hôm qua, và từ hôm nay là 135 euro, và nó có thể tăng lên tới 375 euro mức phạt sẽ là yếu tố để mọi người an ngại việc vi phạm. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christopher Castaner trả lời đài TF1 ngày 20 tháng 3. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Dịch vi khuẩn Vũ Hán ngày 20 tháng 3, số người chết ở Ý là 3.405 ca, cao hơn Trung Quốc. Ý đã ghi nhận tổng cộng 3.405 ca tử vong do dịch vi khuẩn Vũ Hán tới nay, còn Trung Quốc có 3.245 ca tử vong. Trong khi đó, Mỹ nâng cảnh báo đi lại lên cấp cao nhất, khuyên người dân không đi nước ngoài. Số ca tử vong ở Ý vượt mặt Trung Quốc Theo cập nhật của hãng tin Reuters, rạng sáng ngày 20 tháng 3, nước Ý vừa có thêm 427 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong do dịch vi khuẩn Vũ Hán ở nước này lên 3.405 ca. Mỹ tán thành dùng thuốc xúc rét, thử nghiệm trị dịch vi khuẩn Vũ Hán. Theo cập nhật của đài CNN, lúc 6 giờ 30 ngày 20 tháng 3, hiện nước Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 13.133 ca nhiễm và 193 ca tử vong do dịch vi khuẩn Vũ Hán. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 3 cho biết những loại thuốc vốn được dùng để trị bệnh sốt rét và viêm khớp nghiêm trọng đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA tán thành để thử nghiệm chữa trị dịch vi khuẩn Vũ Hán, theo tạp chí Fox. Theo Stephen Ha, người đứng đầu FDA, các loại thuốc trên sẽ được dùng trong thử nghiệm lâm sàng. Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và đưa ra quyết định hoàn toàn đúng dựa theo dữ liệu về sự an toàn và tính hiệu quả của các phép điều trị, ông cho biết. Thủ tướng Anh đảo ngược tình thế trong 12 tuần tới. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng ông tự tin Vương quốc Anh có thể làm giảm sự lây lan của dịch vi khuẩn Vũ Hán trong vòng 3 tuần tới thông qua các biện pháp khắc khe để hạn chế sự tiếp xúc giữa người dân. Chúng tôi có thể đảo ngược tình thế trong 12 tuần tới, nhưng với điều kiện, tất cả chúng tôi thực hiện các bước đi đã được vạch ra, điều đó là sống còn, và đó là cách chúng tôi sẽ hạ đỉnh dịch, ông Johnson nói. Còn nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị kêu gọi người dân Anh hành động một lòng để đánh bại dịch vi khuẩn Vũ Hán. Khi bà có thông điệp chính thức đầu tiên về dịch bệnh này, bà nói tất cả chúng ta đều có một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến với dịch bệnh. Thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối cùng. Bộ trưởng Y tế Hà Lan xin từ chức vì kiệt sức chống dịch vi khuẩn Vũ Hán. Quan chức dẫn đầu cuộc chiến chống dịch vi khuẩn Vũ Hán của chính phủ Hà Lan vừa xin từ chức một ngày sau khi ngã quỷ vì kiệt sức trong một cuộc tranh luận về đại dịch tại quốc hội. Ông Bruin sau đó tuyên bố bị ngất xỉu sau nhiều tuần làm việc căng thẳng. Thủ tướng Hà Lan Matt Rutte ngày 19 tháng 3 thông báo Bộ trưởng Bruin đã xin từ chức vì chưa rõ khi nào ông sẽ hồi phục sức khỏe. Giải thích về lý do ông Bruin xin rút lui, người đứng đầu chính phủ Hà Lan nhấn mạnh bản chất của cuộc khủng hoảng này đòi hỏi một bộ trưởng phải luôn sẵn sàng tăng tốc hành động ngay lập tức. Theo Reuters, phó thủ tướng Hugo De sẽ đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Bộ Y tế Hà Lan cho đến khi chính phủ tìm được người thay thế. Phát biểu trước báo giới, ông De Jonge khẳng định Hà Lan sẽ tăng cường các biện pháp cách ly xã hội, giữ khoảng cách giữa các cá nhân trong cộng đồng để ngăn ngừa mầm bệnh lây lan, bao gồm cả cấm mọi người đến thăm các viện dưỡng lão, bên cạnh việc ra lệnh đóng cửa các nhà hàng và trường học. Viện Sức khỏe Quốc gia Hà Lan thống kê, tính đến hết ngày 19 tháng 3, nước này có 2.460 ca dương tính với dịch vi khuẩn vũ hán với 76 người đã tử vong độ tuổi của những nạn nhân thiệt mạng vì bệnh nằm trong khoảng 63 đến 95 tuổi bản tin đến đây là kết thúc xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này xin cảm ơn và xin chào tạm biệt Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.